Microsoft đã cho ra mắt Windows 11 Insider. Và ngay trong sự kiện đầu á, thì Microsoft đã công bố là khi mà lên Windows 11, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho game thủ về mặt load game nè, hiệu năng nè. Đó là với tính năng Direct Storage. Thế thì thực hư nó như thế nào khi mà trên bản Windows 11 Insider này đã hỗ trợ hay chưa? Hãy cùng mình kiểm chứng nhé. Thì tính năng Direct Storage nó là gì? Các bạn hiểu nôm na ha, nó là một tính năng đưa từ Xbox qua. Thì nó sẽ giúp cho khi mà các bạn chơi game á, từ lúc các bạn bấm vô icon cho đến lúc các bạn ra tới màn hình chính game menu thì nó sẽ rất là nhanh, nó nhanh hơn là Windows 10 luôn á. Và từ lúc mà khi các bạn vào game các bạn tải trần thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì thực hư nó như thế nào? Mình sẽ test game trên Windows 11 và Windows 10 và với 4 tựa game. Đó chính là CSGO, Battlefield 5, GTA 5 và Cyberpunk 2077. Nó chỉ cần mất 23 giây thôi để vô được màn hình chính, trong khi Windows 11 nó lại mất tới 48 giây, gần 50 giây lận. Thì đó, mình không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà ok, mình cứ bắt đầu mình chơi nha, mình chơi load map ha. Mình tạo cái map mới này. Mình vào map The Inferno đi, đó. Mình coi coi là nó sẽ load bao nhiêu giây ha. Đặt lại 1, 2, 3. Đó, nó chỉ mất có 19 giây để vào chọn phe thôi. Mà trong khi Windows 11 nó lại mất tới 20 giây, 23 giây lận ha, trừ 1 giây mình chậm đi thì nó là 21 giây, cỡ 20, 21 giây đó. Ồ, này nó thì Windows 11 mình thấy nó vẫn chậm hơn, nó vẫn chưa hỗ trợ tính năng Direct Storage. Thì nó vẫn chậm hơn ở khoảng là bật game từ lúc mà mình bấm vào icon để đi vô á. Thì FPS ở đây, nãy như mình đã nói là Windows 10 FPS của nó cao. Khi mình chạy xung quanh map như thế này, FPS nó không hề bị tụt, vẫn giữ ở mức 300 trên 300. Thì Windows 11 cũng vậy, FPS vẫn giữ nguyên. Đó, sự khác biệt nằm ở thời gian thôi. Rồi, tựa game tiếp theo đó chính là Battlefield 5. 1, 2, 3. Rồi, và mình chỉ tốn 1 phút 11 giây để vào màn hình chính chờ trên Windows 10. Và đối với Windows 11 á, thì nó nhẽ lâu hơn một tí, nó là 1 phút 16. Thì bây giờ mình sẽ coi cái sự khác biệt rõ rệt đi. Đó chính là vào mình chơi game, mình coi hiệu năng nó có bị ảnh hưởng hay không. Rồi, mình đã vào map rồi đây. Mình đang chơi map Breakthrough với map là đang ở Vịnh Hạ Long. Không phải Vịnh Hạ Long đâu, giống như Việt Nam thôi. Rồi, đó, FPS nó vẫn giữ ở mức là 100 ha. Thì nhiệt độ ở đây nó đã khác với lại Win 11 ở một cái, đó chính là Win 11 nhiệt độ của nó lên tới gọi là 86 độ C đối với GPU và 96 độ C đối với CPU. Thì ở đây nhiệt độ GPU nó giảm đáng kể luôn, giảm 20 độ, mình chẳng hiểu sao nữa. Chắc là do là bản developer đó, nó vẫn chưa ổn định cho nên là nó có sự chênh lệch rất là nhỏ trong nhiệt độ, hiệu năng chơi game. Thì ngoài nhiệt độ ra, mình hãy coi mức RAM ha. Mức RAM hồi nãy ở bên Windows 11 á, nó ăn 13.8GB. Thì ở đây nó cũng ăn hơn một tí, nó ăn 14GB. Thì có lẽ là do là mình nãy mình mua tắt chạy ngầm Google Chrome đó, hoặc là do là hiệu năng của Windows 10 thì nó đã được gọi là ăn nhiều hơn hay là tựa là tối ưu hơn á, mình nghĩ như vậy. Rồi, một cái nhìn hoàn chỉnh hơn cho các bạn ha. Nhiệt độ nó giảm hơn đáng kể so với lại Windows 11. Và FPS nó cũng lớn hơn cỡ một tí, cũng nhỉnh hơn một tí. Đó là do mình nghĩ là bản developer nó vẫn chưa ổn định, cho nên là nó sẽ có một sự thay đổi rất là nhỏ trong hiệu năng như thế này. Ok, ở trên Windows 10 á, thì thời gian là nhanh đáng kể luôn các bạn. Hồi nãy mình bấm chậm thôi chứ kiểu nó thật sự là 1 phút 11 giây mà trên Windows 11 đó là 1 phút 48 giây lận. Đó, bởi vậy nó có sự khác nhau rất là lớn ha. Đây, mình sẽ thử đi thử một đoạn coi ha. Ok, mình thì mình không thích đốc về lắm, chắc mình chịu hồi Lamborghini mình đi cho các bạn coi ha. Đây, mình thích chơi Lamborghini. Thì FPS ở đây mình đã thấy nó có một sự khác biệt so với lại Windows 11. Đó là FPS nó không hề bị giảm, nhưng mà khi mà mình ra đường lớn như thế này thì nó lại sụt giảm xuống 80, 85. Nó cũng giống như Win 11 thôi. Cái khác ở đây á, nó chính là phần nhiệt độ. Thì nhiệt độ ở đây GPU so với nãy giờ mình chơi cỡ 3 game rồi thì nhiệt độ của nó vẫn ổn định ở mức là 74 độ C cho tới GPU và 90, cỡ 90 độ C cho CPU. Thì như ở bên Windows 11, mức RAM của nó ăn là 11.8GB.
Còn bên Windows 10, mức RAM nó ăn lên tới 13GB lận. Đó, mình bắn nhau EL luôn, đó, nhiệt độ nó vẫn không hề tăng các bạn. Nhiệt độ nó không tăng ha, chỉ có FPS nó ảnh hưởng một tí thôi. Thì đây, từ từ để mình lên một góc nào đó cho nó load nhiều đồ vật coi coi nó có bị ảnh hưởng không. Đó, như thế này đi. Nó vẫn không ảnh hưởng cho lắm. Đó, bởi vậy mới thấy là Windows 10 nó rất là ổn định trong phần hiệu năng mà ảnh hưởng đến game thủ khi mà chơi game như thế nào. Đó. Thì mình cũng mong đợi rất là nhiều từ Windows 11 bản chính thức để coi là với Direct Storage nó sẽ giúp cho game thủ chơi chiến game như thế nào, nó có tốt hơn Windows 10 hay không. Và rồi ok, mình đã vào được game Cyberpunk rồi. Thì mình đã thấy thời gian của cả hai bên nó xem nhau, nó đều là 33 giây, chênh là một tí thôi, 33 giây, 34 giây. Thì do hồi nãy là mình bấm space nó hơi chậm một tí. Thì bây giờ mình coi sự khác biệt nó nằm ở hiệu năng ha, coi là nó có khác nhau hay rất là nhiều hay không. Rồi, tốc độ lag game ở đây mình nghĩ là chỉ có 3 giây thôi, thiệt 3 giây. Đó, là vô rồi. Rồi, khi vào đây mình đã thấy là mức độ ăn RAM của nó nè, nó lên tới gần 12GB ha. FPS ở đây đó là 72 độ so với lại setting là medium và đã bật ray tracing. Đó, khi mà mình vô đây thì FPS nó lại xuống 60-63, nhưng mà nó cũng không bị drop xuống 60 đâu các bạn, không drop. Mình thấy là game này ray tracing rất là đẹp. Mình nên nói các bạn là nên mua game này về chơi đi, cho mình mua game này về test. Chỉ có điều là dành cho máy khủng, tại vì mức RAM ăn của nó rất là cao, hiệu năng của nó phải cần một cấu hình nó cực kỳ khủng, cực kỳ mạnh để chơi được game này mượt mà nhất. Đó, và nhìn bên đây rồi các bạn cũng thấy được sự khác nhau giữa chơi game trên Windows 10 và chơi game trên Windows 11 bản Insider, bản Developer rồi đúng không? Rồi, ok. Đã có tin đồn rằng nếu mà các anh em chơi game offline mà chơi game hệ crack á mà trên Windows 11 sẽ không chơi được. Thật hư nó như thế nào? Đây, mình sẽ test cho các bạn một game, đó chính là Forza Horizon 4, cái game đua xe nặng nhất. 1, 2, 3. Rồi, và nãy giờ mình đã cho các bạn chạy 1 phút rồi mà game nó vẫn chưa lên được một cái gọi là cái màn hình khởi động nữa. Thì mình hãy coi Task Manager coi là game mình nó có chạy nền hay không. Ở đây đúng như dự đoán luôn, game nó đang chạy nền 12.5%, very high luôn, nhưng mà game nó lại không lên. Thì mình nghĩ đây là do Win11 nó đang không cho, nó đang phát hiện game crack và nó đang không cho khởi động. Thì mình không biết nó còn một lý do nào hay không. Thì khi mà mình bật lên game này thì nó lại không chạy. Và kết quả nãy giờ mình test game nó 4 tựa game với 2 phiên bản Windows thì nó cho thấy là Windows 11 Insider này nó đã chưa hỗ trợ game thủ về tính năng Direct Storage. Đây đó, tốc độ lag game của nó tương đương với lại Windows 10, thậm chí có những game nó còn chậm hơn nữa chứ. Mình không biết sao luôn. Thì đa nha, điều kiện giống nhau, đó, máy giống nhau, mình vừa mới update lên cái xong rồi mình refresh F5, cái mình vô Steam mình khởi động liền các bạn luôn. Đó, kết quả nó như vậy. Thì mình tin rằng khi mà Microsoft tung ra bản chính thức, nó sẽ hỗ trợ tính năng này cực kỳ tốt cho người dùng và nó sẽ mang đến một trải nghiệm gọi là đã hơn, chiến game đã hơn, mượt mà hơn ha, nhanh hơn cho người dùng. Và các bạn có mong chờ tính năng nào khác, tính năng này hay không, hay là các bạn có yêu thích tính năng này không, có mong chờ nó hay không, hãy để lại ý kiến các bạn trong phần comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video hay, like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.